Ê cô à, cô Thu Ngân thường ngày đâu rồi? Cô ta nghỉ việc rồi. Xin chào sếp Kiều. Để tôi giới thiệu với anh, đây là bạn trai của tôi. Hôm nay là ngày cuối của tôi, anh đến chung để giúp tôi dọn đồ. Xin chào sếp Kiều. Xin chào. Tôi có bánh chia tay nè, tặng cho anh đây. Người yêu dấu, niềm vui mỗi ngày của tôi chính là được gặp cô ở căng tin. Nam Na, tặng cây súng cho cô. Dễ thương quá đi, cảm ơn. Sao dễ thương quá vậy? Baby, sao lại tặng súng mới cho em nữa hả? Cảm ơn anh nha, em thích lắm đó baby. Của tôi đó. Phải đó baby. Cảm ơn. Bảo trọng. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Tạm biệt, bye bye. Tạm biệt, bye bye. Người yêu dấu, niềm vui mỗi ngày của tôi chính là được gặp cô ở căng tin. Mất mặt lắm rồi, đừng có đọc nữa. Đâu có gì đâu, đâu có ai biết. Anh biết sao? Tôi không biết. Hai người từ từ nói đi. Xin lỗi nha sư huynh, đừng có giỡn mà. Cả đời người dài lắm, phải từng bị gái lơ mới là người đàn ông đích thực. Tôi cũng quăng quả lơ cho sư huynh hồi nãy đó. Còn sư huynh bên kia nữa, nhiều sư huynh lắm, nói chung. Không phải chứ. Anh sao hả? Hình thường tôi hả? Biết vậy không cứu anh? Không phải, không phải. Con người của cô vừa đẹp lại tốt bụng nữa, tôi đương nhiên tin rồi. Nè, tôi tặng bánh chia tay cho cô, coi như đền đáp ơn cứu mạng. Có phải không vậy? Sao mà kêu kiệt vậy? Vậy cô muốn gì hả? Tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ ra được nói cho anh biết, cho anh nợ tôi đó. Nè, tôi thật sự không có tiền, ông buông tay ra đi. Sao con không có tiền được, con không chỉ giúp ba thôi. Biết rồi còn hỏi, buông tay ra giúp đi. Giúp ba đi. Buông ra. Làm gì vậy? Buông tay, buông tay, buông tay. Giúp ba xử lý số tiền đó, xử lý xong gọi cho ba. Cô không sao chứ? Không. Có cần chở cô về nhà không? Muốn hỏi thì hỏi đi. Muốn nói thì nói đi. Còn muốn nói cũng không sao. Có thể xem tôi là tài xế taxi, tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn. Anh không biết tài xế taxi ở Hồng Kông là nhiều chuyện hỏi nhất và thích nói chuyện nhất hay sao? Tôi thường hay đón taxi lại không thấy gì. À tôi biết rồi, do cô xinh đẹp, tìm cô tán dốc quá. Vậy anh tài xế à, giờ tôi tạm thời không muốn về nhà, có thể chở tôi tới một nơi không? Tôi biết đây là thánh địa check in, cô không cần nhớ tôi tới đây chứ? Trước khi được check in tôi đã hay tới đây rồi. Cô sống ở khu này sao? Trước lúc 10 tuổi, ba tôi được nghỉ phép sẽ dẫn tôi tới đây để chơi. Chúng tôi thích chơi nhất chính là nhảy máy bay. Chơi cũng vui lắm. Nhảy xong thì dẫn tôi về nhà ăn cơm. Nhưng mà thì ra người cha tốt này là giả đó. Ông ta cờ bạc, chơi tới dây nặng lãi đòi tới nhà. Kể cả công việc xây dựng cũng mất luôn. Đến cuối cùng má của tôi phải dẫn tôi tới nhà bà con trốn nợ lúc nửa đêm. Đoán không được đúng không? Có rất nhiều người nói tôi giống như tiểu thư nhà giàu, ở nhà có nhiều tiền không cần phải lo gì. Bọn họ chọc cô đó, vừa thấy cô đeo túi hiệu là ăn xài phung phí. Có sao đâu, tôi tự mình kiếm tiền, tôi tự mình xài, tôi tự mình nói với bản thân tôi nhất định phải đối xử bản thân tốt hơn. Tôi không muốn giống như má tôi vậy, vì muốn trả nợ giúp ba của tôi mỗi ngày đều làm mấy công việc làm tới sức khỏe bản thân yếu đi, cuối cùng mất luôn cả mạng sống. Người lúc nãy chính là người cha xấu xa của cô, ông ta còn dám hỏi cô lấy tiền sao? Đúng rồi đó, mắc cười lắm ha. Sau khi má tôi chết, ba của tôi tìm tôi thay thế. Tiền học bổng đại học cũng bị ông ấy lấy đi cờ bạc. Không phải chứ. Ai biểu tôi di truyền gen của má tôi di truyền mạnh tới vậy chứ.
lần nào ông tìm tôi để lấy tiền. Sau khi tôi từ chối thì tôi cũng bị mềm lòng. Trước khi má tôi mất có nói với tôi, bà ấy nói ba của con không phải người xấu đâu, ông ấy thương con lắm, có chuyện gì con giúp được thì giúp đi. Nhưng mà lúc nãy ông ấy nói với tôi, ông ấy nói ông ấy phải kết hôn, ông ấy rất muốn tôi trả hết toàn bộ tiền tiệc. Con gái bỏ tiền cho cha kết hôn, tôi thực sự chưa từng nghe đó. Đúng là con biết xấu hổ. Bỏ đi, tôi cảm thấy tôi giúp ông ấy hết cỡ rồi. Ba má tôi là không được lựa chọn, nhưng cũng là câu đó. Người cha này của cô đã mất từ lúc cô 10 tuổi rồi. Giờ ông ta là tên khốn, chỉ tìm cô lấy lợi ích thôi. Đừng để tình thân bốc lột nữa. Mấy chuyện không vui không nói nữa. Tôi thấy có chút đói bụng, hay là đi ăn đi. Được rồi. Cẩn thận đó. Ừ. Không sao chứ? Nè, lúc nãy nói ba má không được lựa chọn, vậy có phải là tôi nên giúp đứa con tương lai của tôi tìm một người đàn ông tốt, vừa dịu dàng vừa vững chắc, lại là một người không nói dối không hả? Đương nhiên không phải chọn như vậy rồi. Theo tôi thì chọn một người vừa giàu có lại không cờ bạc đó. Vậy thì con cái cô ra đời sẽ là cậu ấm, vậy là công đức vô lượng rồi. Không phải đâu, tôi nghiêm túc đó. Nếu cho tôi gặp được một người đàn ông tốt như vậy thì tôi nhất định cắn lấy anh ta không buông. Vâng. Tốt quá, ăn khuya, anh mời.